Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với căn phòng tiếp theo, căn phòng số 3. 4 năm rồi làm ca sĩ, nó là một cái may mắn rất là lớn dành cho Trúc Nhân. Nhưng mà chưa bao giờ Trúc Nhân thử mình ở cái mảng diễn viên hết. Thì hôm nay là một cái sự trải nghiệm mà Trúc Nhân cũng đang rất là trông đợi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Mọi người nói Trúc Nhân là có cái máu khùng ở trong người, cũng vui tính, có nhiều cái ý tưởng sáng tạo. Nhưng mà Trúc Nhân không biết là với một cái sự trực tiếp mặt đối mặt và phải xử lý nhanh chóng như vậy, không biết Trúc Nhân có làm được không nữa. Mình chỉ sợ là những cái duyên mà mình đã tạo ra từ trước đến giờ hôm nay nó bị mất duyên cái chết luôn. Cái khoảng thời gian gần đây thì Trúc Nhân có tham gia một vài cái bộ phim. Mấy anh chị diễn viên mới nói với Trúc Nhân là đóng bi nó dễ hơn đóng hài nhiều lắm. Đóng hài nó khó khủng khiếp lắm. Trúc Nhân cũng đang rất là lo lắng về cái khả năng mà xử lý tình huống ở trên sân khấu của Trúc Nhân. Đối với cái mảng ca hát thì chắc có lẽ Trúc Nhân sẽ tự tin 100%. Còn những cái sân khấu kịch, Trúc Nhân chưa có một cái kinh nghiệm gì cho bản thân hết. Trời ơi, Nhân không biết, Nhân vô phòng anh Thành chắc Nhân chết ngắt luôn. Nhưng mà đồng nghĩa với việc đó, Trúc Nhân cũng thích vào phòng của anh Thành. Trúc Nhân rất là thích những cái thử thách mới đặt ra cho mình. Cũng hy vọng là những cái mối quan hệ thân tình đó nó có thể làm nương tay cho mình một tí xíu. Trúc Nhân có một cái bài hát ở khoảng thời gian gần đây, đó là ca khúc Thật Bất Ngờ. Thì ở trong đó cái phần mở màn là trên bao những thông tin chen nhau đi một hàng, người đàn bà hờ hang. Trúc Nhân hy vọng là anh Thành đừng có vịnh vào cái câu này mà anh Thành bắt Nhân cởi đồ trên sân khấu là Nhân chết luôn. Vâng, thưa quý vị, Trúc Nhân đã chuẩn bị sẵn sàng. Và bây giờ xin mời Trúc Nhân đến với căn phòng số 3. À, bộ này là bộ của nam rồi. Hồi nãy đôi gian cái này không, em tưởng cái đầm bầu. Bạn nghĩ rằng bạn sẽ vào vai gì? Thực sự em không biết. Nhưng mà em chỉ sợ cho phòng anh Thành thôi. Hy vọng rằng phòng này không phải phòng của Trấn Thành. Và đúng rồi, mình cứ có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Bạn trước khi vào bạn cứ khấn khấn mấy câu đi. Dạ, anh Thành hồn dí anh bay đâu, đừng có nhập vô phòng. Đúng rồi, xin mời bạn. Đúng rồi. Ơn rồi, cái xác của ta đây rồi. Ta giới thiệu với nhà ngươi biết, ngươi đang ở trong cõi mộng, và ta chính là linh hồn của nhà ngươi. Vậy là ta chết rồi à? Ngươi chưa chết, ngươi chỉ đang chết lâm sàng thôi. À-ha. Nhưng ngày hôm nay cơ duyên cho chúng ta gặp nhau, để ta được một lần nói cho ngươi nghe là ta căm phẫn ngươi tới mức độ nào. Tại sao? Tại sao một linh hồn như ta, đáng lẽ ta phải được nhốt trong một thân xác đẹp, cao to, sáu múi cuồn cuộn như Biren, tại sao lại có thể bó buộc ta vào một thân xác nhỏ bé này? Nói đi. Ta nhỏ bé à? Ngươi hãy nghĩ đi, đứa nào cao hơn tháo cái nón xuống nói chuyện tiếp nè. Ở 3.500 vong linh dưới kia, hãy xem ai thấy ta cao hơn giơ tay. Trời ơi. Còn ai thấy ta cao hơn giơ tay. Lời nói của vong thì không đáng tin. Ta nói cho nhà ngươi nghe, phàm ta là một linh hồn thánh thiện, nhưng điều ta muốn làm là giúp ích cho cuộc đời. Còn nhà ngươi trăng hoa, ông bướm, ăn chơi, để ngày ngày lục phủ ngũ tạng càng ngày càng suy mòn. Mà người biết, cơ thể người cạn kiệt là linh hồn cũng sẽ tan biến. Tại sao? Tại sao lại ăn chơi? Thuở đời này, ai có bao giờ cấm đàn ông năm thuê bảy thiếp? Năm thuê bảy thiếp là gì? Ai người ta chỉ có năm thuê bảy thiếp, mày thuê cái gì mà mày thuê tới năm lần? Thì người chết lâm sàng nó hơi lẹo lưỡi thôi, gì đâu mà bắt bẻ. Còn trẻ thì nhậu nhẹt ăn chơi một chút có sao đâu mà. Ăn chơi tới mức độ mà bây giờ cơ thể ngươi rã rời, ngươi có biết hiện giờ tình trạng của ngươi là gì không? Suy thận cấp tính, thoát vị địa đệm. Hả?
viêm amidan, rối loạn tiền đình. Cái gì? Tao uống rượu mà thắt gì đi đệm làm sao? U nang buồn trứng. À không, ngươi làm cái cơ thể ngươi rệu rã như vậy, ngươi bao nhiêu tuổi đây sống trên đời tao mới biết tao có buồn trứng đó ngươi à? Ngươi có nhưng nó khác người ta thôi. Vậy ta đố ngươi nó nằm ở đâu? Nói có sách thì mắt có chứng. Sẽ không bao giờ tìm được đâu. Đừng để ta cho mọi người coi nha. Ta cho người suy nghĩ lại. Linh hồn và thể xác luôn luôn nhập lại làm một. Ngươi giặt ta ra thì cũng như ngươi giặt ngươi ra. Ta thì có xá gì, ta muốn mọi người cùng xem mà. Chết ngươi rồi. Không, mày thích ai à? Không, ta nói cho người nghe. Ta nghe. Phàm là linh hồn, người ta không có thấy, người ta chỉ thấy người thôi. Vậy lúc nãy người nói với ta, nói có sách, mắt phải có chứng. Người nói linh hồn người ta không thấy thôi à? Dạch ra xem có thấy không? Ta nói cho nhà ta đã nghi ngờ rồi. Tại sao lúc nào ngươi cũng trách ngược về ta, mà ngươi không để cho ta nói lên được câu nói của mình? Bao nhiêu linh hồn tươi tốt không nhập vào thân xác này. Trời ơi, nó ăn xoài không hết, tới đi nó cấm lên đầu nó. Bây giờ cái linh hồn như vậy mà nhập vô cái xác đây, đây không nhục thì thôi chứ sao đó nhục được. Ta biết đã từ lâu ngươi mê những linh hồn khác, rồi ngươi chê bai ta. Vì vậy ngươi càng ngày càng héo hon, gầy mòn. Ngươi muốn triệt tiêu ta chứ gì? Ngươi đã nói sai tâm nguyện của ta. Người ta thích Tùng Sơn chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ nha. Cái gì đó mới là thần tượng của ta. Ai? Công chúa Thủy Tề. Công chúa Thủy Tề, trên cạn mày sống còn không xong, mày đầu xuống biển cho nó ô nhiễm môi trường hả? Thì cái gì mình không có thì mình mơ ước vậy thôi. Ta nói cho nhà ngươi nghe, mình dẹp cái chuyện sinh học qua một bên đi. Nội ta nói về cái chuyện mà âm nhạc nè. Ta linh hồn thanh cao, ta muốn hướng tới những loại nhạc chạm tới trái tim của con người. Vậy mà ngươi cứ dí theo dòng nhạc thị trường, làm sao ngươi hát được những loại nhạc sang trọng như opera? Opera? Ngươi muốn ta hát bài gì của opera? Áo mới Cà Mau. Tưởng chuyện gì? Chuyện đó ta không làm được. Giờ thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi, nghĩ đi, một linh hồn như ta, tâm hồn luôn luôn bay bổng và hướng sự sang trọng, vậy mà ngươi không làm được. Ngươi có làm được không? Ngươi coi thường ta, áo mới Cà Mau, theo giọng Tạ Minh Tâm. Nghe nói Cà Mau xa lắm, giờ cuối cùng bản đồ Việt Nam. Cái này không phải là opera. Chứ đó là gì? Cái ngươi làm đó là thính phòng. Trời đất ơi, opera với thính phòng khác nhau chỗ nào? Thính phòng là ngươi hát vừa rồi, còn opera đồng điệu với nhà ngươi. Vấn đề là ngươi không theo dòng nhạc này, ngươi dần hát nhạc thị trường. Tại sao đi hát bốn chữ lắm? Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm, là không tắm mà thu quắc. Cười cái gì hả? Thương quá à. Anh ti bài ta mà thuộc hết trơn trời. Ngoài bốn chữ đó tao không thuộc bốn chữ nào khác. Ngươi đừng có nói xạo với ta. Nhiều lần ta đi hát, ta đã xong ca chung với ngươi đó chứ. Lúc nào ngươi cũng kề kề bên ta mà. Thôi, ta không nói nữa. Ta chỉ báo cho ngươi biết, nếu trong cái tình trạng ăn chơi này, một ngày nào đó cơ thể ngươi suy kiệt mà ta mất, thì ngươi cũng không còn. Và ta nói cho ngươi nghe, ta phàm là một linh hồn chung thủy, một vợ một chồng. Ngươi không nên trăng hoa
đi với nhiều người mang bệnh vào cơ thể. Ta đi với nhiều người à? Bằng cớ nào mà ngươi nói ta đi với nhiều người? Mình ơi. Ồ, bác sĩ. Mình ơi, có giờ cơm rồi, mời mình dùng bữa. Ăn cơm chứ quay vui lòng nào. Ngươi không ăn ta sẽ anh suy kiệt lắm. Em đút cho anh ăn đi. Dạ, để em làm cho mình. Ăn đi. Ngon không mình? Ngon mở em ngon. Mở miệng ra. Em mời mình uống. Uống đi. Rượu có ngon không mình? Ngon. Nhả ra, ta sợ mập lắm. Ta muốn có một thân hình đẹp. Ta với mình no rồi. Ta no rồi. Kìa mình mới ăn có chút xíu. Cô ta giận mà cái ăn giọng cả dĩa vô. Cô ta lại giận mà sao mà nói được? Ta giọng vô mặt mày đó. Người ta mà làm với máy móc gì, muốn đổ cái gì vô đổ hả? Nói chuyện với vợ đi, đừng nói chuyện với ta, cô ta sẽ nghi ngờ. Ta đang nói với tiếng lòng của ta. Mình à, mình... Khoan. Để em. Có một người chưa được ăn uống nãy giờ. Ai vậy mình? Người ta không có xuất hiện ở đây. Uống nước đi linh hồn. Mình ơi, mình làm em sợ quá mình. Tiếng lòng của ta đó. Nói chuyện với vợ nhanh lên. Ôm nàng lại, ôm nàng lại. Tình cảm, mùi mẫn, đừng để nàng buồn. Đúng rồi. Là một bài thơ tặng nàng đi. Mình ơi, cũng đã lâu rồi. Mày làm chồng hay làm chị mà mày kỳ vậy? Mạnh mẽ lên coi. Mình làm thơ tặng em nha. Em muốn về chủ đề gì? Tình yêu, lãng mạn. Làm thơ về chủ đề tan tay đi. Làm thơ đi mình. Nhanh lên. Năm nay là hạn tam tai. Ủa, là sao mình? Trời này có sập, ta vẫn yêu nàng. Mày học thơ ở đâu mà không có dần cái gì hết trơn vậy? Hả? À, mày ăn học như vậy hỏi làm sao linh hồn ta sống cho được. Năm nay là hạn tam tai, linh hồn đứng đó nói hoài không tha, nó mới vô dần chứ trời. Ta có một bài thơ tặng cho ngươi. Vợ mà kêu ngươi. Ở nhà ta hay nói nàng bằng chữ ngươi, tại vì nàng quý giá như con ngươi trong mắt của mỗi người vậy đó. Cái gì quý giá nhất trên đời này thì đó chính là nàng. Ta mỗi người có một con ngươi, mỗi người cũng chỉ được đuôi một lần. Được đuôi một lần. Cô ta giận kìa, vuốt giận cô ấy đi. Nàng không hiểu hả? Ta đặt nàng với biệt danh là ngươi. Cuộc đời này ta chỉ được yêu một lần thôi. Ta chỉ không có yêu một nàng, con ngươi chết duy nhất thôi. Mình yêu em. Ta rất yêu nàng. Nàng là con ngươi của ta mà. Nàng đừng để nó bị dính kèn. Nàng đừng để tay chân bị đóng phèn vàng nha. Ừ, ta vậy đi lắm đó. Ta làm cho nàng buồn lắm các bạn. Mình nói là mình thương em, mình yêu em, nhưng bấy lâu nay mình có thèm đụng gì tới em đâu. Sao nó thích dập vô người ta quá vậy? Ta ở bên nàng bao nhiêu lâu nay, ta đặt cho nàng một cái biệt danh quý giá như vậy mà còn không đủ cho nàng nữa à? Mày có, mày không có gần người ta. Trời, tham lam. Tham lam là gì? Chuyện người ta mà cứ xía miệng vô. Cái đó là nhiều chuyện má ơi. Chửi người ta mà chửi sai tính từ. Tham chuyện nội. Mình nói là mình thương em, tại sao mình không làm? Mình lấy em thì mình phải làm chứ. Làm gì bà nội? Làm nghĩa vụ của người chồng đó. Hôn cô ấy mới chứng minh được. Mình lấy em là vì cái gì? Nói đàng hoàng. Thiệt là đau lòng. Con rể à? Dạ. Tại mẹ. Sao vợ chồng con sinh sống bao nhiêu lâu nay mà vẫn không có một mụn con nào? Hay là con có vấn đề về tâm sinh lý? Thưa mẹ, nhà này tính cái linh hồn, cái tiếng nói trong lòng của con, nó cũng không đúng về phía của con. Cô ta sẽ không hiểu đâu. Nói làm sao cho mẹ vợ ngươi hiểu là ngươi lực bất tòng tâm. Nói đi. Bấy lâu nay con gìn giữ cái hạnh phúc của gia đình này, con không muốn nhìn thấy cái cảnh vợ phải mất chồng, mẹ phải mất đi một đứa con rể. Mình nói như vậy là sao? Mày có biết mình nói cái gì không vậy? Mình nói như vậy là sao? Tại vì ta đang mang trong người rất nhiều bệnh tật. Hết hồn, tụi nó mang trong người cốt nhục của người ta chứ tôi chết. Xảo ngôn, mẹ nghi ngờ hay là con lăm le vô cái gia tài này mà cưới con gái của mẹ? Mẹ à, người ta nghi ngờ kìa. Mẹ quên rồi à? Trước khi tôi bước vào căn nhà này, mẹ giàu không? Đương nhiên là giàu rồi con à. Mẹ giàu chứ gì? Nói chuyện với mẹ vợ chứ mày nói chuyện với bạn. Đi ra thôi.
Con đã làm cho gia tài của mẹ nó nhân lên gấp 100, 1000 lần như vậy mẹ còn chưa vừa lòng mà. Tất cả đều là dối trá. Mẹ không tin, mẹ không tin. Con gái à, ly dị đi. Ôi con đi mẹ ác mẹ. Quá đi. Không bao giờ được điều đó. Không bao giờ được điều đó. Con nghe này, mẹ đừng có kéo con gái ra nhỏ ra ha. Kìa mẹ. Em thấy chưa, vừa giằng co một tí là mẹ em đã buông tay em đi rồi. Mình à, nhưng còn cảm xúc của em. Ta xin này, bây giờ nàng không tin điều gì ở ta. Hôn cô ấy đi, hôn cô ấy mới chứng minh được. Nàng trách ta hay không đụng vào nàng đúng không? Được rồi, nàng lại đây. Lại đây nè. Mày hôn mày lợi chứ mày kêu ta lợi làm gì mày điên hả? Phải vậy chứ. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Ta muốn nắm cánh tay của nàng được không? Con ngươi. Lại đây nè. Ủa không phải kêu ta hả? Xin lỗi. Lại đây nào. Nàng lên bao nhiêu ký? Chàng kỳ quá. Chàng hỏi thích bao nhiêu ký là ý gì? Ý chàng nói thích mập đúng không? Là quan tâm nhau. Ta thấy nàng hôm nay có vẻ nhẹ hơn bình thường. Ồ, sao vậy? Làm việc chăm sóc cho ta nhiều quá có đúng không? Nàng có biết sao không? Ta có một đứa em có một mái tóc trắng, một miếng xoài dư ăn còn một nửa gắn ở trên đầu. Nó nói với ta rằng một ngày nào đó anh có thể dắt em về để thăm chị dâu của em hay được không? Chàng cầm tay thiếp mà thiếp công cảm thấy hơi ấm từ chàng. Đừng giả dối nữa, thiếp không chịu nổi nữa đâu. Nàng không thấy hơi ấm à? Chàng níu kéo ta chỉ vì cái gia tài này thôi đúng không? Không phải. Không phải như vậy. Ngươi không có được niềm tin của người ta nữa đâu. Đã đến lúc ngươi phải nói cho cô ấy biết là hiện nay ngươi đã bị bệnh rất là nặng. Ngươi không thể giấu được chuyện đó lâu nữa đâu. Ngươi đừng tưởng đây là một miếng xoài bình thường. Nó là miếng xoài sinh tử. Ngươi ăn vào, nếu nó còn ngọt là ngươi sẽ được sống thọ hơn nữa. Nhưng ngươi ăn vào mà nó chua thì thời gian còn sống trên dương thế sẽ rất ngắn. Ăn thử đi, để chúng ta còn được sống lâu hơn. Ngọt lắm. Ngọt nuốt hết nè. Ngọt lắm, ngươi không biết nó ngọt như thế nào đâu. Thì nuốt hết đi. Ta sẽ cho ngươi một miếng ăn thử. Không cần. Ăn thử miếng. Ngươi sai rồi. Đó là một miếng xoài chua. Linh hồn của vợ ta. Ta chính là thần chết. Đã đến giờ ta phải đưa người đi. Nếu đưa thì người đưa đi. Ta nghĩ ta cũng không muốn ở trong cái thân xác nhỏ bé này. Hãy đưa ta đi. Tội nghiệp ta lắm. Hắn không phù hợp với cái những cái suy nghĩ trong đầu ta. Hắn mâu thuẫn với ta hoàn toàn. Dạ thần chết, con phải làm gì để được sống đây ông? Ngươi có một linh hồn rất đẹp đẽ, cao quý như vậy, thông minh như vậy, mẫm mém như vậy, đẹp trai như vậy, mà ngươi không biết tận dụng. Đã đến giờ ngươi phải đi và phải đến tối. Giờ con làm gì để con được sống thần? Thôi được, cho ngươi thêm một canh giờ ở trần gian nữa. Sau một canh giờ ta sẽ quay lại. Rồi. Mẹ ơi, thế tử ơi, ta chỉ còn một canh giờ thôi sao? Dạ mẹ. Mẹ con. Mẹ ơi. Con nuôi đi. Mẹ ơi, con chỉ còn một tiếng nữa thôi. Ừ, thì sao con? Con phải nói được hết những gì trong lòng con nghĩ ra. Con nói đi. Thì thần chết mới cho con sống tiếp. Ừ. Bây giờ trước khi con nói với mẹ, con muốn nói với vợ con trước. Hả? Mày chết là phải rồi. Đàn ông á, mà không có chăm sóc người mình thương yêu, không có mang lại hạnh phúc cho người ở bên cạnh mình suốt cuộc đời là đồ hèn. Tim ruột gan của anh bây giờ đã bị hư hết. Anh chỉ còn một cơ hội cuối cùng, anh phải nói với em. Mình nói đi. Có quá nhiều chuyện buồn xảy ra đối với anh. Anh đã mượn rượu, mượn thuốc để mà giải sầu. Mượn đến mức anh không còn bất kỳ một cảm xúc với ai hết. Ngay cả đến người nằm kế bên mình ở mỗi lúc ngủ, anh cũng không có bất cứ một cảm xúc gì cả. Anh ích kỷ lắm. Anh lo cho bản thân anh không à. Anh không có giúp được gì cho em hết đúng không? Mình à, xin lỗi em rất nhiều. Sau tất cả mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu.
tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay. Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, để ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Thôi, cơn đau tim bộc phát. Ồ, mình sao vậy? Mình bị làm sao vậy mình? Kìa mình sao vậy? Mình ơi, mình sao vậy mình? Gái nó cắn ngứa. Có thiện báo. Nè nè, gái nó cắn ngứa quá nè. Gái nó cắn ngứa quá. Mình này giỡn hoài à. Thì tao thấy nàng cắn quá, tao giỡn cái nàng vui vậy, nàng cũng không chịu nữa hà. Thì ghê á. Giỡn lên coi. Mình sắp chết rồi, mày ngứa cái gì mày? Không, mình chết à. Vợ đẹp mẹ hiền, cho dù tôi có chết đi chăng nữa thì họ vẫn mãi sống trong lòng của tôi mà thôi. Nhưng mà căn bệnh của ngươi quá nặng, đến giờ ngươi phải đi rồi. Bây giờ nói cho cô ấy những lời cuối, sắp chết rồi, khan tiếng. Nói đi con. Nàng ơi. Là sao vậy? Bây giờ lục phủ ngũ tạng hư hết rồi. Giảm việc. Tắt tiếng. Lên cơn co giật. Méo miệng. Trời đất ơi, nó diễn mà bung luôn tóc dài. Bây giờ em 2-1 rồi đó. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Tiểu phẩm này thì tôi thấy là nó có một cái tính nhân văn. Nó cũng có một cái gì đó để cho mọi người có thể nhìn nhận và coi lại cái cuộc sống của mình. Đôi khi có những cái mình làm những cái điều mà đến khi mà mình có một cái bệnh hoạn gì đó trong người, mình mới cảm thấy hối tiếc là tại sao mình làm như thế. Và tôi là người đang bị như vậy. Nhiều khi công việc nó căng thẳng quá, đôi khi tôi cần để tôi giảm bớt cái stress. Qua cái tiểu phẩm này, mọi người có thể nhìn thấy được cái chuyện đó. Sau những cái cuộc ăn chơi thác loạn, họ quên đi cái gia đình ở bên cạnh, chỉ coi cái gia đình chỉ là một cái nơi mà về để ngủ một đêm rồi lo công việc rồi lại ăn chơi. Ngày hôm nay thật sự ra tôi rất bất ngờ với Trúc Nhân. Khi con bước vào thì con nói với anh Bắc là con cũng chưa bao giờ con làm diễn viên cả. Nhưng ngày hôm nay chú thật sự chú khen con. Tất cả những tình huống của anh Thành đưa ra, con chặt đẹp, vô cùng đẹp. Yeah! Nói Trấn Thành đừng buồn, Trấn Thành thua toàn tập. Trấn Thành có công nhận với anh không? Dạ. Yeah. Công nhận nó lanh dễ sợ không? Em nói cái gì ra là mừng cái nấy, mà em nói cái gì ra phản biện lại cái đó. Nó cho mọi người thấy hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Cái bản ngã xác thịt nó khác, một cái tâm hồn nó khác. Và ở đây hai cái sự đối mặt nhau trong một cái tình huống như thế này, thì chú thấy là con xử lý tình huống rất là tốt, và con đã làm đúng với cái tiêu chí của ơn giời cậu đây rồi. Cảm ơn chú nha. Dạ, cảm ơn chú. Xin cảm ơn những lời nhận xét của giám khảo Hoài Linh, và xin chúc mừng Trúc Nhân với cái phần có thể nói là vượt qua thử thách rất ngoạn mục vừa rồi. Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.